Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ nói đến cái vấn đề là tại sao được gọi là sữa công thức. Thì chắc hẳn là cũng có nhiều người khá là quen thuộc với cái tên gọi là sữa công thức. Nhưng thực chất sâu sát cái vấn đề này thì chắc hẳn là cũng mọi người cũng không ít người là chưa hiểu rõ là tại sao được gọi là sữa công thức. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ. Thì biết đến cái loại sữa công thức trên thị trường hiện nay thì có bốn cái dạng chính. Thứ nhất là sữa pha sẵn. Thứ hai là các loại cô đặc. Thì thường là hai cái loại này thì có giá khá là cao. Một cái loại phổ biến hơn đó là các loại sữa công thức dạng thanh, có nghĩa là viên nén. Và một cái loại mà dễ thấy nhất và hay sử dụng, phổ biến nhất, đó là các loại sữa công thức dạng bột. Thì tùy vào từng đối tượng thì sản phẩm sữa sẽ có những cái công thức để điều chỉnh phù hợp. Thứ hai là nó sẽ phù hợp với các cái đối tượng khác nhau, như là người già này, sữa dành cho người già, sữa dành cho trẻ em và sữa dành cho phụ nữ mang thai. Thì sự khác nhau giữa sữa công thức với lại sữa tươi, thì sữa tươi thì thường là cái nguồn nguyên liệu là nó sẽ chứa khoảng 18 cho đến 20 các cái dưỡng chất thiết yếu. Thế còn sữa công thức thì thường là chứa đến 40 cho đến 50 cái loại dưỡng chất cần thiết mà cơ thể cần được hấp thu mỗi ngày. Tại sao là gọi là sữa công thức? Thì sữa công thức, cái nguồn nguyên liệu chính vẫn là từ sữa của các cái loài động vật như là bò, dê, cừu. Thì thông qua cái quá trình xử lý cùng với lại cái dây chuyền sản xuất thì đưa ra những cái sản phẩm sữa nó vừa đảm bảo an toàn, lại vừa giàu chất dinh dưỡng, lại có thể bảo quản được lâu dài, thuận tiện trong cái quá trình vận chuyển. Thì thành phần chính vẫn là các chất đạm, chất béo, carbon hydrate, canxi và nhiều khoáng chất khác. Thì tuy nhiên cái hàm lượng và các cái chất dinh dưỡng này thì một số cái loại khoáng chất cũng có thể thêm và điều chỉnh phù hợp với lại từng cái đối tượng và phù hợp với lại cái từng nhu cầu sử dụng cụ thể. Và vâng, thì trên đó là những cái chia sẻ tại sao được gọi là sữa công thức. Các bạn có thể nắm rõ được là tại sao được gọi là sữa công thức. Và vâng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn các bạn ở video sau. Và vâng, xin chào.